Ayo, what's up các bạn? Mình là Tân KR, đã trở lại. Và hôm nay chúng ta sẽ đấu một trận Battle Royale để mình lấy cái rương nha. Nào, giờ chúng ta sẽ coi mình sẽ có một con tướng nào đây. Mình hy vọng là một con tướng cực kỳ mới mẻ. Theo như cái theo như mình được biết thì cái trang của mình thì mình cũng có nhiều lượt like và share cho lắm, nên các bạn hãy cứ ủng hộ cho mình để mình có thêm nhiều động lực hơn. Tất cả các bạn thấy mình tất cả chưa nhỉ? Hình như là chưa. Trong này rồi mình đã chơi tất cả rồi. Lần này chúng ta sẽ chơi lại Taka coi sao nha. Mình bắt đầu sẽ đi rừng. Mình sẽ đi rừng. Trận này hy vọng là mình sẽ thắng. Các bạn nhớ ủng hộ cho mình trận này nha. Một cây này máu. Ôi, the battle for the Halcyon Fold has begun. Sao mình ngu quá vậy? 200 nó tới 200 lần rồi. Thì là ngu quá đi. Mình là hâm mộ mình quá đi. Ngu quá biết. Why am I running if I can do that somersault thing? Cái này. Ơ, không có rừng nữa đi. Thôi, về lại đi. Đó. Sai. Ấy, con tốt, con tốt. Giỏi. Em còn là một nguy cơ thắng. Rấu, rấu. Chính mẹ biết mình chết chưa? Mình nói là đang nghe mẹ thôi. Một ngày đầu thì mình đang được ba mẹ. Mình hướng hết. Chơi anh chơi sao nó chơi giả rồi. Nó đi chơi gì. Chứ về sẽ chết nữa. Anh giết tôi, tôi đã giết người. Nó mạng rồi. Yeah.
blink and I'm gone. Ây da, ngày dữ dàng nha. Chết, anh Ti rồi. Chết, mình chết nữa rồi. Tôi tới rồi nãy bạn. Why am I running if I can do that somersault thing? Tạm em hát nha bạn ơi. Cực kỳ công anh nhỏ các bạn. Chơi tới rồi, tới bến rồi, tới bến rồi. Tới rồi, tới bến rồi. Ê, bạn này bến quá rồi đó. Mình đã nói vợ, trận này có nguy cơ hắn. Trận này có nguy cơ hắn. Hãy liền bệnh gì vô ấy ấy ở bạn mẹ con vậy bạn phát câu của bạn hát kỳ vậy. Hát rồi ta mà chạy thôi. Ok. Gì chết hết rồi hả? Chạy đi. Chưa ghê tí hả? Chị ấy một cái giáp lỗi quá. Thank you.
hơn một cái nhóm mà thôi. Giỡn hoài ba. Xin lỗi các bạn nha, mình cứ lúc tập trung hay nói nên học chung nghe chơi nên ít có nói lắm. Không phải là mình ít có nói là mình đã chết rồi đâu. Nhưng các bạn cứ thông cảm nha. Vẫn nói là mình tập trung chơi đó. Tem nó ai ra chưa? Hai thằng ra rồi. Tem mình ra. Let's take a walk down memory lane. But with knives! Thấy ai cho nó hết vậy ta? Chúng nó đang hết rồi. Đây là cái nguy cơ thắng. Coi con tướng Samu này có cái tuyệt chiêu gì nha. Nhưng mà hơi đẹp trai rồi đó. Chúng ta sẽ lên đồn phép. Cái này lên cái xung quanh nhanh. Thành lên cái này là cái này. Chúng ta sẽ coi nha.
cái nội tại của con này là hút máu. Bắn lần đầu tiên vô cái con kia là hút máu và thời gian hồi như là 5 giây hay sao. Chiêu này mình thích cái này, nhưng chiêu này có hai loại này. Chiêu này mình thích vậy đó, cái chiêu hoa hồi tạo đó cũng mạnh lắm. Tới cứu chạm nó phải đi mua đồ. Mình sẽ một cái làm bạn mà quýnh nếu mà bạn quýnh thường cái chiêu đầu không á thì nó chỉ thời gian hồi chiêu nó rất là chậm. Nếu mà bạn quýnh kèm theo cái vòng tròn cái chiêu thứ hai thì hồi chiêu nó là nhanh hơn. Công ty của nó là chiêu thầm ngủ tham dụng trò bóng tối ra, ai đứng cổng đem tên tướng địch đứng cổng nó thì bị ngủ trong vòng 3 giây hay 3 giây gì đó. Giờ mới vừa nghe đứng là hồi chiêu nè, 4 giây là mình chờ lên hồi chiêu rồi. Hồi chiêu rất là liên tục luôn. Hey. Cái phone chứ là đặt trình hôn hơn luôn còn mặt trời nó được lập trình để cạn ly với lại những biểu tượng cảm xúc mà nó mình chọn những cảm xúc. Cái chiêu con không phải con gì á, mấy con mà phải là tên bảy độc á, mấy đứa con mới sinh ra để lại đập cái chân biết ra làm dính nó kết hợp với chưa nó vậy hay rồi nó khác nhau nha, không phải giống như chen tướng mà các bạn nghĩ chen tướng thì hơi thiệt hại không đúng là tướng mình mà chen hổ cũng khác hơn mình mà nó cũng hơi mình làm tướng thì nó tìm cái mà mình cải trên khi hết đây giờ trên cái con mua đồ và con lấy cho thì cũng là game này để chơi thì nó dễ vô nào có một cái quyết định là cái đồ hạng cao quá nữa cái mạng rất là đấy. Bắn
từ tướng nó như là 5-6 phát đó, tức là đánh bắn rồi 5-6 phát nó có nội tại, cái là mình bắn gì không nội tại bắn gì vậy đó, rất là mạnh. Bên kia thì không ai để ai đưa dạy em lên hai con, nhưng con mèo ai đưa ngắn kia là có phép đam cũng mạnh, cũng có con mạnh, biết mình thắng nổi không đây. Nếu bên kia chơi hay thì mình có thể là mình không thắng, nếu mình chơi hay thì bên kia thôi. Vâng, đã vô trận đấu, chúng ta sẽ mua đồ, một cái này, còn 200 vàng, mua bom. Tăng cái này, tăng cái này, tăng cái này vô. Tướng chạy như thằng VD. Tướng trong này con nào chạy cũng có hai ba có vài con chạy như VD. Mình đặt bom chưa? This brew's making me belch flame. Hey, use that. Đó, cái chiêu thứ hai của con này nó là bắn nhanh. Con này nó hiện không nó là biết nó bắn con gì cho nên mình chứ chứ. Ông mẹ ơi con mẹ. Thứ hai ăn của mình đó. Chiêu của nó thốn mà mình ai xài cho nó thốn mà mình. Máu này, cắt luôn. Máu luôn cái đồ máu luôn, lên hai cái hấp máu luôn.
Mình chi đúng hồi 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 đúng rồi. This brew's making me belch flame. Dữ bạn, dữ bạn, dữ bạn, dữ bạn, dữ bạn, dữ bạn. Mình chết rồi, ta tự hy sinh đi. Hy sinh vì đất nước bên trong như chúng ta. Mình được đó. Lên cái này nè. Lên cái này quýnh gạch thấm. Lên đôi dài nè. Đang chiều lên. Mình đã mua được một cái kiếm đoan. Mình sẽ hút máu một cái đánh nhanh. Mình chuẩn bị lên một cái chuỗi đánh nè. Khí mạng. Đánh khí mạng thấm lắm con này. Để coi mình có ăn nào để anh tư được không. Yeah. Ai chơi, ai chơi. Chị vậy muốn gì, bạn muốn gì ở tôi, bạn muốn gì ở tôi. Chết. Mình cầm AD thôi rồi, khỏi chê. Có nào mà biết không được. Cái AK luôn hết à. Wait, nó lên cái gì hay là ok mình được chi mạng nó mà thấm là thằng này được lên đâu là mình có dạy chạy à. Tướng này chạy nó kỳ. Hướng bụng ở trước chạy. Chạy đi đâu. Ai da, ai nhắn tin cho tôi có ụt hết vậy. Đứng luôn à. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngã viên đạn 600 mấy đạn ở bên ngoài. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng và ok chúng ta xin tập này lại đây và chúng ta đã chơi được hai con tướng mới đó là Ringo và một con Taka. Tướng Taka không phải là mới gì, con Ringo. Ok và các bạn hãy like, share và subscribe đăng ký kênh của mình để mình có thêm những cái động lực để làm những video tiếp theo hay hơn. Và các bạn đang có những trò chơi nào hay hay là gì đó muốn cho mình thử thì ok các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ thử các trò chơi của các bạn. Thế nha, tạm biệt và hẹn gặp lại.